Em Lan Dương Ngân Hiền xin kính chào tất cả các bác cô chú anh chị. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2024. Ngày hôm nay thì em lên một cái video chia sẻ những cái mặt hàng con giống tới tất cả các bác cô chú anh chị. Lời đầu video thì cho em xin gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể các bác. Các bác xem video thấy hay, bớt chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và số điện thoại liên hệ của nhà vườn là 0349 581 888. Sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Em đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay thì combo gồm có 3 chậu. Chậu đầu tiên đây là chậu lá kẻ phát tài, đang phát rất là đẹp các bác nhá. Chậu thứ hai này là chậu ám địch quả. Ám địch quả ám lá mít đấy ạ, 3 kg. Và chậu thứ ba này là hai cái kỳ mít đua ngọn 3 kg các bác nhá. 3 kg mít đua ngọn mẹ dài 2 m. Ba cái chậu này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng. 2 3 6 7 8 tổng là được 8 kg các bác nhá. Tổng là được 8 kg. 100.000. Cái này các bác lấy là em sẽ nhấc ra nhé, nhấc ra và về các bác trồng lại, em sẽ bó riêng từng loại ha. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay đó là combo gồm có 3 chậu 5 cành tràng Phú Thọ. Ba cái chậu 5 cành tràng Phú Thọ này các bác lấy là em sẽ nhấc ra nhé, nhấc ra và về các bác trồng lại. Vì là cái này thì có một cái chậu nó bị vỡ rồi. Và cái này thì nếu như gửi cả chậu ấy, cước phí nó rất là cao. Nên là cái này em sẽ nhấc ra nhé. Đơn hàng số 2 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 160.000 nhá. 160.000 ba chậu. Ba chậu này tổng có 1 2 3 4 5 6 đầu các bác nhá. 6 đầu. 6 đầu. Đấy, 6 đầu Phú Thọ rất là dài, những cái đầu này là các bác sưu tầm về là năm nay các bác ngắm hoa luôn nhá. Bởi vì những cái chậu này nó là chậu nái mầm gốc, gần như là mầm gốc năm 3 hết rồi. Đấy, cái này em có một đơn rồi nhá. Thế là bác nào mà có những cái cây to các bác muốn ghép hoặc ghép chậu, các bác có thể sưu tầm cái đơn này. Vì em thấy rất là hợp lý thôi. 160.000 mà các bác được 6 đầu về, các bác có thể chia làm 2 chậu, mỗi chậu 3 đầu. Hoặc là các bác có thể ghép chung thành một chậu. Năm nay ngắm hoa sang năm lấy mầm gốc. Đơn hàng số 2. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 ngày hôm nay đó là ám lá nhựa địch quả Thanh Sơn Phú Thọ. Chậu này 3 kg các bác nhá, 3 kg. Kỳ này là kỳ lá trên thân mẹ này. Đấy, lá rất là to. Đang đi ngọn rất là đẹp. Chậu như thế này ạ, chậu như thế này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 nhá. 150.000 đấy ạ. 3 kg, cái này ấm chậu rồi, cái này em gửi cả chậu. Còn các bác lấy mà 3 kg như thế này thì sẽ là 100.000 nhá. Có size 150.000 và 100.000. Cái này các bác lấy size nào thì các bác bảo em. Thế đơn hàng số 3. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay đó là 5 cành trắng vô thường. 5 cành trắng vô thường. Đơn hàng số 4 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 đồng. Cho đơn hàng số 4. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay, kỳ này em chia sẻ cho các bác với giá là 330.000 đồng nha các bác nhá. 330.000. Kỳ rất là đẹp, kỳ này là kỳ cắt khúc ạ. Ngọn vẫn đang đi. Đấy, đơn hàng số 5, 330.000. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng. Kỳ rất là khỏe các bác nhá. Rất là khỏe luôn. Mặt bông thì em có để phía góc bên trái màn hình để các bác cô chú anh chị mình cùng tham khảo. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 ngày hôm nay đó là một kỳ 5 cánh trắng Trương Phi các bác nhá. 5 cánh trắng Trương Phi. Kỳ này thì là kỳ cắt khúc ạ. Kỳ cắt khúc dễ đây, dễ đây, dễ bám chậu rồi các bác nhá. Cái dòng này thì nó cũng là cái dòng thân mảnh thôi. Kỳ đây. Kỳ này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000. 150.000 các bác nhá. Đơn hàng số 7. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay đó là một kỳ 5 cánh trắng gấu trúc. Đơn hàng số 8 này em chia sẻ cho các bác với giá là 130.000. Kỳ này là kỳ cắt cả thân mẹ rồi nhá. Bám chậu rồi. Đơn hàng số 8 130.000. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 ngày hôm nay, kỳ này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 rồi nhá. Kỳ này nó dài hơn. 150.000, dễ đấy ạ. Rất là nhiều dễ, ngọn vẫn đang đi. Cái bông gấu trúc phải gọi là cái bông rất là đẹp các bác nhá, rất là đẹp. Cái mắt nó to và cái khuôn bông của nó cực kỳ to luôn. Mắt cái bông năm cánh trắng mắt trâu và năm cánh trắng gấu trúc này em thấy là cái bông của nó rất là to. To rất là đẹp. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 ngày hôm nay, một chậu năm cánh trắng gấu trúc. Đơn hàng số 10 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng. Kỳ này ngoài 20 cent rồi các bác nhá. Em chuyển qua đơn số 11. 11 thì kỳ này khoảng tầm 25 cent, ngọn vẫn đang đi. Đơn số 11 này chia sẻ cho các bác với giá là 320.000.
cho đơn số 11. Em chuyển qua đơn số 12. Đơn số 12 ngày hôm nay là một cặp hồng mỹ nhân các bác nhá. Cặp này thì gồm có hai mầm gốc ạ, hai mầm gốc và một kỳ trên thân. Cái này em chia sẻ cho các bác một cặp như này là về các bác ghép chậu nái để ngắm hoa. Vì cái dòng mỹ nhân này rất là dễ hoa, sai hoa và hoa rất là thơm và rất là đẹp. Cái này, cái mầm gốc dài này nó rơi vào 2 4 6 nó rơi vào khoảng 70 cm các bác nhá. Cái mầm dài rơi vào khoảng 70 cm. Combo hai cái chậu này em chia sẻ cho các bác với giá là 230 nghìn nhá. 230 nghìn. Đấy, hai chậu mỹ nhân siêu đẹp luôn. Đấy, đơn hàng số 12. Em chuyển qua đơn số 13. Đơn số 13 ngày hôm nay chậu này 3 mầm gốc nhá, 3 mầm gốc. Đơn số 13 này em chia sẻ cho các bác với giá là 380 nghìn đồng cho đơn số 13. Em chuyển qua đơn số 14. Đơn số 14 ngày hôm nay combo hai cái chậu này em chia sẻ cho các bác với giá là 200 nghìn cho đơn số 14, 200 nghìn 4 đầu nhá. 3 mầm gốc và 1 kỳ, tổng 4 đầu, 200 nghìn đồng cho đơn số 14. Em chuyển qua đơn số 15. Đơn số 15 ngày hôm nay combo hai chậu hai mầm gốc. Đơn số 15 này em chia sẻ cho các bác với giá là 230 nghìn của nhá cho đơn số 15. 2, 4, 6 rơi vào cũng khoảng 70 cm một mầm nhá. Hai mầm này khoảng 1m4 rồi. Cái này các bác về có thể để như này khoảng ghép chậu nái này. Đấy, đơn số 15, 230 nghìn. Em chuyển qua đơn số 16. Đơn số 16 ngày hôm nay chậu này 3 mầm gốc thôi nhá. 3 mầm gốc. Đơn số 16 này thì chậu này em chia sẻ cho các bác với giá là 350 nghìn các bác nhá. 350 nghìn cho đơn số 16. Ba cái mầm gốc rất là đẹp luôn, ngọn vẫn đang đi đấy. Và hết đơn số 16 này là hết hồng mỹ nhân. Em chuyển qua đơn số 17. Đơn số 17 ngày hôm nay là em còn mấy chậu hồng á hậu. Á hậu này thì nó là cái dòng thân thổ rồi nhá. Hoa này nó rất là sai và thân của nó rất là to. Cái này thì về các bác bón cho một chút phân dê. Nói chung là nếu các bác chăm sóc đạt ấy, nó sẽ to bằng ngón tay luôn, ngón tay cái á, hoặc có thể to hơn luôn. Cái á hậu này thì phiên ngày hôm nay em chia sẻ 4 chậu nhá, 4 chậu, 2 chậu 2 mầm gốc và 1 chậu 1 mầm gốc. 1 chậu 1 mầm gốc thì chậu sẽ to hơn, đẹp. Đấy ạ, như này các bác nhá. Ngọn vẫn đang đi phà. Như những chậu này thì em nghĩ là thân ngọn thì nó phải tầm ngoài 1 mét. Đấy, còn 2 mầm gốc thì nó sẽ nhỏ hơn như thế này. Đấy, 2 mầm gốc. Cái này thì còn 4 chậu, cái này em chia sẻ đồng giá là 180 nghìn một chậu. Thì các bác mà lấy chậu 2 mầm gốc hay các bác lấy chậu 1 mầm gốc thì các bác cứ kết bạn qua Zalo hoặc các bác có thể trực tiếp gọi qua Zalo thì em sẽ quay cho các bác để các bác lựa nhé. Các bác ưng chậu nào thì các bác lấy. Thì cái á hậu này em để là đơn số 17 nhé. 17 này gồm 4 chậu. Để các bác lấy chậu 2 mầm gốc hay các bác lấy chậu 1 mầm gốc thì các bác cứ báo em. Đấy, 2 mầm gốc thì nó sẽ như thế này. 1 mầm gốc nó sẽ như thế này. Đấy là đơn số 17. Em chuyển qua đơn số 18. Đơn số 18 ngày hôm nay đó là 5 cái trắng Juliet. Đơn 18 này chia sẻ cho các bác với giá là 200 nghìn đồng cho đơn số 18. Em chuyển qua đơn số 19. Đơn số 19 ngày hôm nay, một kỳ 5 cánh trắng Juliet. Đơn số 19 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 250 nghìn cho đơn số 19. Em chuyển qua đơn số 20. 20 ngày hôm nay thì cái này là các bác sưu tầm nó về làm bụi nhá, bụi Juliet. Đơn 20 này thì cặp này em chia sẻ cho các bác với giá là 650 nghìn. 650 nghìn cho đơn số 20. Em chuyển qua đơn số 21. Đơn số 21 ngày hôm nay đó là 5 cánh trắng mắt trâu. Đơn số 21 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 150 nghìn. Cái đơn số 21 này các bác có thể lấy kỳ cắt khúc, một kỳ như thế này cũng 150 nghìn. Hoặc là các bác có thể lấy cái chậu như thế này. Cái này thì được một kỳ và vẫn còn vài mắt này nữa nhá, cũng 150 nghìn. Cái này các bác lấy chậu như nào các bác báo em nhá. Thấy đơn số 21. Em chuyển qua đơn số 22. Đơn số 22 ngày hôm nay là một kỳ 5 cánh trắng mắt trâu. Kỳ này là kỳ đầu vụ, kỳ cắt cả mẹ này. Rễ rất là khỏe, ngọn vẫn đang đi. Đơn số 22 này em chia sẻ cho các bác giá là 250.000 đồng. 250.000 đồng nhá cho đơn số 22. Em chuyển qua đơn số 23. Đơn số 23 ngày hôm nay đó là 5 cánh trắng ngọc sơn cước. Kỳ cắt khúc rồi nhá. Đơn hàng số 23 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng trên một kỳ cho đơn số 23. Em chuyển qua đơn số 24. Đơn số 24 ngày hôm nay một cái mầm gốc 5 cánh trắng bảo duy. Đơn số 24 này em chia sẻ cho các bác với giá là 480.000 đồng. Ngọn vẫn đang đi rất là đẹp các bác nhé.
Đơn số 24. Em chuyển qua đơn số 25. Đơn số 25 ngày hôm nay, năm cánh trắng Bảo Duy cây cắt khúc. Đơn 25 này em chia sẻ cho các bác với giá là 380.000 đồng cho đơn số 25. Em chuyển qua đơn số 26. 26 ngày hôm nay đó là năm cánh trắng Người Đẹp Bình Dương. Đơn 26 này chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng. Em chuyển qua đơn số 27. Đơn số 27 ngày hôm nay, một kỳ Người Đẹp Bình Dương. Đơn 27 này em chia sẻ cho các bác với giá là 480.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 28. Đơn hàng số 28 ngày hôm nay, một kỳ 5 cánh trắng Người Đẹp Không Tên. Đơn số 28 này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000. Kỳ này khoảng tầm 20 sen, ngọn vẫn đang đi rất là đẹp các bác nhé. Kỳ này kỳ cắt khúc. Cắt khúc rất là đẹp luôn. Đây, đơn hàng số 28. Em chuyển qua đơn số 29. Đơn số 29 ngày hôm nay, một kỳ Người Đẹp Không Tên. Đơn 29 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho đơn số 29. Em chuyển qua đơn số 30. Đơn số 30 ngày hôm nay đó là một kỳ 5 cánh trắng cờ đỏ các bác nhá. Kỳ cắt khúc đây, cắt khúc mẹ đây. Kỳ rất là đẹp luôn. Ngọn đang đi phà phà. Cái đơn số 30 này các bác nào sưu tầm thì các bác liên hệ nhé. Liên hệ qua số điện thoại hoặc là qua Zalo giúp em nhé. Và đơn hàng số 30 cũng là đơn hàng cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Hoặc là các bác có thể kết bạn qua Zalo. Thì em chỉ dùng một Zalo duy nhất và số điện thoại em để phía góc bên trái màn hình. Các bác đừng bình luận trên kênh vì nhiều khi bình luận trên kênh thì em không trả lời được. Nên mong các bác cô chú anh chị mình thông cảm. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.